Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các cái bài tập của phần Language Focus của Unit 1 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã chuyển sang bài tập số 2 rồi. Trong bài tập số 2 này, người ta kiểm tra mình điều gì? Người ta kiểm tra mình cũng liên quan đến thì quá khứ đơn các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu cái bài tập số 2 này để các bạn có cách chúng ta làm đúng rồi nha. Bài tập số 2 là bạn Lan này và những người bạn của cô ấy đang tổ chức một cái buổi tiệc chia tay đó các bạn. Chia tay cái bạn Mariam này. Các bạn nhớ chúng ta học ở các cái phần trước á, cái bạn Mariam này người Malaysia đó đến thăm bạn Lan đó, rồi đến thăm các bạn của bạn Lan đó. Rồi thăm một thời gian thì bạn Mariam cũng phải về lại Malaysia đúng không nào? Và trước khi về Malaysia, bạn Lan và những người bạn của bạn Lan đã tổ chức một cái bữa tiệc chia tay cái bà Mariam này. Và trong cái bài tập này, người ta đề nghị mình gì các bạn? Viết những điều, những việc mà sao họ đã làm để chuẩn bị cho cái bữa tiệc đó. Đó có nghĩa là ai làm việc gì, làm như nào đó. Thì chúng ta viết ra từng câu để từng người có từng việc cụ thể đúng không nào? Và đương nhiên sử dụng cái bức tranh này, những hình tranh này và những cái cụm từ trong này để chúng ta làm những câu viết đó rất là dễ các bạn ạ. Ví dụ mình hướng dẫn các bạn này, ví dụ như là buy a cake, buy là mua, make làm, hand là treo lên đó các bạn, hàng girl là đi, paint là sơn, rồi cái này là một cái bánh, rồi bông hoa, những bông hoa, một bức tranh của Hà Nội, rồi những cái đèn đầy sắc màu, rồi đi mua sắm đó vân vân. Tất cả những cái cụm từ này nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Và đương nhiên chúng ta cũng phải dựa vô các cái hình này để chúng ta làm cái từng hành động cụ thể, từng việc cụ thể của từng người đúng không các bạn. Ví dụ như trong này các bạn này, câu 1 này á là bạn nào đây, chúng ta có thể gọi tên đúng không nào, chúng ta nhớ tên của các bạn đó đúng không nào. Ví dụ như một là bạn Lan, hai là Nam, ba là Ngọc, rồi cho chẳng hạn vân vân, chúng ta nhớ tên nha. 4 là Hùng, 5 là Liên chẳng hạn vân vân đó. Thì chúng ta có thể, ta quên tên thì chúng ta gọi một tên từng người cụ thể cũng được, chúng ta cứ tưởng tượng ra một tên cũng được, miễn là những cái bạn của các bạn Lan là được rồi đúng không nào. Rồi đầu tiên là bạn Lan này, chúng ta xem cái hình này bạn Lan đang làm gì nào. Đó, ta nhìn hình này, nhìn hình này là ta biết là bạn Lan đang làm bánh đúng không nào. Đó, bạn đang làm một cái bánh hoặc là nhiều cái bánh tùy bạn nha. Rồi đến lượt cái bạn thứ hai là có thể là bạn Nam hoặc là bạn Ba chẳng hạn. Rồi trường hợp này là bạn Nam, bạn làm gì nào? Ồ, bạn treo những cái đèn này các bạn này. Đó, những cái đèn đầy sắc màu này. Đó, làm bánh là sao? Đây, make a cake đúng nào? Làm bánh này. Đó, ví dụ cái hình một này, hình một này các bạn này, đó là làm này, làm bánh này. Đó các bạn nhớ nha. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn viết từng câu cho bạn. Hình 2 là treo những cái đèn đầy sắc màu. Đây, hình 2 là treo đây, đó, treo những cái đèn đầy sắc màu là sao? Đây, đó các bạn thấy chưa? Đó, hình 2 đó. Hình 3 của chúng ta, hình 3 là bạn Ngọc hay bạn gì đó cũng được, bạn Ngọc làm gì các bạn? À, mua một vài bông hoa, đi mua hoa này. Đây, hình 3 này mua này các bạn thấy chưa? Mua một vài bông hoa. Đây, hình 3 này mua hoa đây, đó, rất dễ đúng không nào. Rồi hình 4 của chúng ta, hình 4 của chúng ta là bạn Hùng này. Bạn Hùng này bạn làm gì? Bạn sơn những cái sơn một cái bức tranh của Hà Nội. Đây là sơn này, đó, sơn bức tranh của Hà Nội này. Rồi bạn Hùng đâu, sơn đâu, đây sơn này, sơn bức tranh đâu, đây rồi đó, thấy chưa các bạn, sơn một bức tranh của Hà Nội. Và cuối cùng là bạn Liên đi mua sắm, rất dễ đúng không nào. Đây, đi mua sắm này, go shopping. Đó, đó là tất cả hành động của năm bạn đó tương ứng với năm cái cột ở trên, năm cái dòng ở trên. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viết nha. Viết rất là dễ các bạn, viết ở thì quá khứ đơn rất là dễ. Đó, đây cái bữa tiệc nè, hẹn chia tay, hẹn gặp lại các bạn Mariam nè. Và trước khi chúng ta vào được mình hướng dẫn luyện viết đó, mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh để các bạn không bị lỡ những nhiều video hay của mình các bạn nhé. Rồi một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viết nha. Rồi tất cả những việc này các bạn hiểu rồi đúng nào? Rồi các bạn có rồi đúng không? Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là bạn gì?
Bạn Lan đúng không nào? Đây, bạn Lan đây các bạn. Đó, những cái câu mình viết cho bạn này. Bạn Lan làm một cái bánh. Các bạn nhớ này, cái từ này nè, đó là cột thứ hai của từ này, từ make. Các bạn nhớ chưa? Đó, đây là từ nguyên mẫu của nó. Đây là từ nguyên mẫu, và khi chúng ta chuyển sang câu quá khứ mà những việc các bạn đã làm thì chúng ta đưa về made. Và khi các bạn nhớ phát âm ba cái từ này thì các bạn nhớ này, phát âm chuẩn cho mình nè, made. Âm này âm d, 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 âm cuối này, d này. Còn cái chỗ này âm cuối của nó là âm k. Nhớ nha, make, k, make. Đó, các bạn nhớ khi các bạn đọc lượng phát âm các bạn nhớ cho mình, đừng có bỏ mất âm cuối. Make, made, made. À, như vậy là trong câu này là Lan made a cake. Đó, bạn thấy chưa? Made, đọc nối âm ờ này luôn. Made, made. Lan made a cake. Đó, Lan made a cake. Chứ còn chúng ta nói là Lan made a cake thì nó rất là dở, nó không đúng với tiếng Anh. Lan made a cake. Đó, rồi, bạn Lan làm một cái bánh. Đến lượt bạn thứ hai, bạn Nam. Bạn Nam làm gì? Bạn Nam treo những cái đèn này, đây sắc màu này. Đây, tại sao lúc này tao viết cái từ này? Từ này là cột số 2 của từ gì? Của từ hàng, hàng. Đó, từ này là từ nguyên gốc, có nghĩa là treo này các bạn nè. Đó, treo cái gì đó lên á, hàng. Thì cột số 2 của nó là hàng, hàng. Đó, các bạn nhớ chưa? Nếu bạn nào quên thì các bạn mở lại cái bảng động từ bất quy tắc. Các bạn nhớ bảng động từ bất quy tắc chưa? Khi mà chúng ta không nhớ, chúng ta đi học tiếng Anh này á, là mình hướng dẫn các bạn cố gắng lúc nào cũng mang cái bảng động từ bất quy tắc cho mình. Đây là cái kinh nghiệm rất là quan trọng của thầy. Bởi sao các bạn biết không? Không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ, không phải lúc nào chúng ta cũng là luôn luôn là ta biết cái từ đó là gì, mà là ta mang theo bên mình. Khi ta gặp, ta mở ra ta xem. Ta xem lần thứ nhất ta chưa nhớ, ta xem lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n là ta nhớ liền, lần thứ 8, thứ 9 ta nhớ liền. Đó, như vậy là có nghĩa là muốn nhớ là ta lặp đi lặp lại, ta nhìn đi nhìn lại, ta làm đi làm lại ta nhớ. À, còn không, còn hơn cái việc là chúng ta cứ học lý thuyết hàng 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 như vậy, cái ta quên liền, ta đâu biết đâu. À, như vậy trong trường hợp này, đây, nguyên gốc và cột thứ hai của nó là hàng hàng. Nhớ phát âm này, âm ở cổ này. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm tiếng Anh nhiều các bạn nha. Rồi, đó là câu 2. Bây giờ câu 3, bạn Ngọc mua một ít bông hoa. Nhớ là nhiều cái đèn là số nhiều đây nha. Một ít bông hoa cũng là số nhiều này. Bạn Ngọc mua này, đây, tiếp tục đây là cột thứ hai của từ mua. Từ mua là gì đấy? Buy, các bạn nhớ chưa? Đó, nguyên gốc của nó là buy. Thì cột thứ hai là bought. Bought, nhớ các bạn nha. Bought. À, hồi nãy giờ mình quên đọc cả câu cho các bạn. Rồi, các bạn nhớ nha, bạn Ngọc mua ngoài bông hoa. Bây giờ mình đọc lại từng câu một cho các bạn nào. À, là câu một mình đọc rồi, câu hai này. Nam hàng colorful, colorful for nhấn âm đầu các bạn nha, colorful lamps. Pss, nhớ âm cuối này, âm này, lamps. Pss, đó, nhớ các bạn nha. Nam hàng colorful lamps. Rồi, Ngọc bought some flowers. Nhớ âm cuối. Rồi, bạn Ngọc mua một vài bông hoa. Rồi, đến bạn Hùng sao? Bạn Hùng Sơn. Bạn Hùng Sơn một bức tranh của Hà Nội. Nhớ lúc này Sơn thêm ED. Này, hồi trong cái nguyên mẫu của nó là không có ED đúng không nào, Sơn. Bởi vì Sơn này á, là động từ có quy tắc. Đó, các bạn nhớ nha. Đâu là có quy tắc, đâu là bất quy tắc. Các bạn cứ mang cái bảng đó ra. Nếu cái từ này không có xuất hiện trong bảng đó thì chắc chắn nó là có quy tắc. Và khi nó là động từ có quy tắc thì khi chúng ta chuyển sang quá khứ đơn, chúng ta chỉ việc thêm ed này thôi. Nhớ các bạn nha. Hùng painted. Nhớ này, painted nè, bởi vì tận cùng nó là Hùng painted, cho nên ed lúc này phát âm là eat. Hùng painted a picture of Hà Nội. Đó, Hùng sơn một bức tranh về Hà Nội. Rồi, cuối cùng bạn Liên. Bạn Liên went shopping. Went, nhớ âm cuối. Went shopping. Shop này nè các bạn nè, các bạn luôn cái âm này ra này. Đó, âm này. Shh, các bạn nha. Chứ không phải là shop nha. Chúng ta đọc shop là sai, mà phải là shopping. Bạn Liên đi mua sắm. Rồi, như vậy là năm cái hành động của năm bạn này mình cũng đã viết ra cho các bạn của mình rồi đúng không nào?
Đó, rất là dễ các bạn ha. Cái bài tập số 2 này cũng ngắn gọn đơn giản thôi. Các bạn cứ thế là các bạn nhìn vô, các bạn làm, các bạn viết cho đúng. Đây là những cái động từ nguyên mẫu. Nè, đây là những cái động từ nguyên mẫu, và khi chuyển sang quá khứ đơn là các bạn nhớ nha. Nhớ cái công thức của nó, nhớ cái bản động từ bất quy tắc và có quy tắc của nó. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video này, và mong các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn không bỏ lỡ nhiều video tiếp theo các bạn nhé. Và bản thân mình cũng có thêm nhiều niềm vui để mình ra nhiều video hay cho các bạn. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.